Còn con cô là chỉ vì tham tiền nhưng mà đôi khi khờ nhưng trong đó lại tham không tiền. Không có ham tiền gì đâu mà. Không ham tiền hả? Cũng ấy. Con nói thật cô là cô thấy con cô có ham tiền không? Nó cũng không ấy nhưng mà đều nó phái cái ngọt nó đi. Ôi giời, ngọt gì tiền chứ ngọt cái gì nữa cô. Phụ nữ nữa ngọt và ưa tiền. Cứ tiền là thích rồi. Ở nhà là làm biếng không có tiền. Sang đó là lấy mấy ông Trung Quốc ông ở nhà ông nhốt vào phòng ông nuôi ông làm thịt. Hằng ngày ông cho tiền cho không có đâu cô ơi. Như giờ con ơi, con giờ con về đi. Con cũng có nhớ con dữ lắm. Bây giờ mẹ cũng buồn, mẹ cũng không có để mà con đi, mẹ cũng không có nhìn chốc này là để tin lấy đằng làm. Mẹ buồn bán cho nó con cũng biết rồi. Thôi giờ con quay trở về đang cho mẹ hồi tỉnh lại đằng mẹ buồn bán đằng nuôi con của con. Chứ giờ con phải sáng suốt, đằng con có đi chỗ nào con cũng sáng suốt con quay trở về đằng cho mẹ mừng. Hiệp sĩ An Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày cuối năm là anh em Hiệp sĩ Bình Dương vẫn rồi tiếp tục để giúp bà con. Một ngày phải nói là rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Hy vọng là những người thân của các cô chú anh chị được về sum họp trong Tết này, bởi vì năm hết Tết đến rồi. Thực sự là không ai mong muốn là mất người thân và thiếu đi một người thân yêu của mình. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, nhưng câu chuyện này phải là vô cùng phức tạp. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này để biết rõ câu chuyện là đâu là tại sao bé gái này, em gái này bỏ nhà cho đi. Dạ xin phép chào cô nhé, cô có thể cô giới thiệu cho con cũng như cho các cô chú anh chị biết là cô họ tên là gì cô? Lê Thị Quýt. Cô Quýt ha? Dạ. Cam Quýt đúng không? Dạ. Cô cho con hỏi này, cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Này bờ 58 tuổi. Ủa 58 à? Dạ. Cô cho con hỏi là cô hiện nay đang ở đâu? Ở Bình Khánh, Cần Giờ. Cần Giờ? Bình Khánh. Thành phố Hồ Chí Minh? Dạ đúng rồi. Cô có nhà đó không? Dạ có. Cô đó, sống, cô gốc ở thành phố hả? Dạ. Cô cho con hỏi này, cô hôm nay về đây dắt theo bé trai về đây nhờ anh em Bình Dương tìm ai vậy? Tìm nhỏ con gái, tìm con... mẹ của nó nè. Mẹ cho bé trai này? Dạ. Cô cho con hỏi này, con gái cô họ tên là gì? Huỳnh Thị Hồng Nhàn. Huỳnh Thị Hồng Nhàn ha. Đúng rồi. Hồng Nhàn Nhàn. Bên ngoài con gái cô có giống tấm hình này không? Dạ đúng. Con gái cô là năm nay là nhiêu tuổi rồi? 21 tuổi ngọ, 21. 21 mà sao đã có con rồi hả? Nó bị người ta dụ đó. Ai dụ đây? Không biết nữa. Lâu chưa? Lâu rồi, năm mùa dịch á. Ôi trời ơi, cha mẹ ơi. Vậy là cô được mấy người con? Ba đứa con gái không? Ba con gái? Bạn gái à, đây là con gái thứ mấy cô? Con gái thứ ba. Thứ ba là nhỏ nhất hả? Nhỏ. Là thứ hai? Nhỏ thứ hai. Ba là thứ hai đấy đúng không? Ừ. Là giữa đúng không? Giữa. Thế còn hai người con gái kia có ngoan không? Con nhỏ Út thì cũng là ấy, còn nhỏ chị nó cũng mấy, mà nhỏ này nó hơi khờ một chút. Ai dụ đi đâu là nó... Ai dụ đi đâu đi đấy? Ai dụ đi đâu nó đi đấy. Con gái cô trước làm công việc gì? Nó ai cũng mướn đi làm trong công ty rồi. Làm trên công ty rồi này kia nọ. Vậy là con gái cô cặp với cái người nào mà có con đây? Không biết nữa. Cô không biết hả? Không. Vậy là ngày xưa là thế này, mẹ có trách nhiệm không? Người con của cô có trách nhiệm với người con này không? Không, thì đây là ngoại nè. Đây là ngoại. Cô vậy là cô nuôi đứa trẻ này luôn? Nuôi từ nhỏ luôn hả? Ừ. Nuôi từ nhỏ luôn. Vậy là con gái cô bỏ nhà đi lâu chưa? Đi nay 16 ngày. Ôi trời ơi. Năm hết Tết đến là đi đâu đây? Không biết nữa. Thế vừa rồi con gái cô làm công việc gì ở đâu? Thì nó làm ở Bình Khánh, nó làm quán ngô gì á. Ngô là cái gì? Là quán nước. Quán trà sữa hay là cà phê hay là bia hay rượu? Nó bán quán nước gì học sinh gì đó mà mình không có biết. Tại nó nói nó là nó khó khăn lắm, nó mới đi tìm được cái chỗ nó làm, nó mua sữa, mua đồ cho con nó uống. Thế vậy từ xưa nhà con cô đã đem hộp sữa nào về cho con gái à, cho nhỏ chưa? Chưa, làm bữa nó đi làm là nó không có. Trời ơi cha mẹ ơi, thế mà giờ lại đi đến giờ phút này Tết mà đi kiếm hộp sữa. Ba năm nay không có sữa mà bây giờ lại có sữa. Thế là cái người đàn ông mà gọi là con rể cô ấy, là cha của đứa nhỏ này ấy, từ ngày quen với con gái cô đến giờ phút này có con ấy, người ta có đến thăm gia đình mình không cô? Không, nó đâu có nhận, nó đâu ấy đâu, bỏ hôm mùa dịch, đẻ hôm mùa dịch rồi cấm mùa dịch luôn, đâu có tới lui gì mà hỏi. Cô có biết không? Người đàn ông cái tên gì ở đâu không? Không, cô không biết mặt luôn? Không. Vậy là cặp nhau mùa dịch à? Cặp trước mùa dịch. Ôi, mùa dịch cái ăn luôn rồi, một cái một rồi có con luôn. Ông ơi, con gái cô trước ở nhà là ngoài khờ, nó có ngoan lắm không? Có cãi lại mẹ cha mẹ không? Trời ơi, nó cũng kể lại con cha mẹ dữ lắm mà đều ai nói ngọt thì nó chịu, còn mình nói ngọt nó không có chịu. Cô cho con hỏi này, con gái cô trước khi đi cách đây 16 ngày là con gái cô xuất phát đi từ đâu? Đi từ ở Bình Khánh. Bình Khánh cụ thể cô nói rõ địa chỉ lên. Ngang chỗ Bình Khánh Cần Giờ đó, ngang từ chỗ Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Bình Khánh là xã hả?
xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Cách đây 16 ngày về trước. Con gái cô đi buổi sáng hay buổi chiều? Đi đi lại tới quán đó hỏi là nó nói là đi lúc 10 giờ mấy gì đó là sáng hỏi à? Hỏi cái quán đó đó. Con cô đi trước khi đi là mang theo những cái gì đi cô? Dạ. Con cô trước khi đi là mang theo những cái gì đi nào? Nó đi có chỉ có một bộ đồ thôi. Rồi xong cái lại chủ quán nó mới cho được mấy bộ đồ nữa, nó xách nó đi luôn. Nó lên nó xách chiếc xe của chị nó đi luôn. Xe gì nữa? Chiếc xe cũng xe Honda mà. Tay ga hay xe số? Xe Honda mà xe kia bằng xe đẹp không ga. Cô? Không, xấu, không có đẹp. Con gái cô đeo vàng vòng có đem điện thoại đi không? Có, nhưng mà đều đi là bắt đầu xong cái tới nó điện giờ mà đi lên cái quán đó rồi xong nó mới mở ra. Nó mở ra mới kết bạn lại, cái bắt đầu xong qua ngày mấy đó rồi là nó không kết bạn, nó không lại xóa bạn luôn. À, không điện được luôn. Vậy cô đang nghi ngờ là con gái cô hiện nay đang đi đâu? Nó nói nó đi làm mà mình cũng có biết đi làm nên nó chụp cái địa chỉ. Cô hiện nay á là con gái cô có nhắn tin cho cô không? Không. Mất tích luôn. Mất luôn, không có. 16 ngày qua. Không. Trước đây con gái cô đã từng bỏ nhà đi bao giờ chưa? Có. Đi nhiều lần mà nó về. Nó đi nó về. Lần đi mấy ngày? Nó đi nhầm kỹ nửa tháng hoặc tháng thì nó mới về. Ôi. Rồi nó đầu xong đợt này cái đi quen rồi. Đi thì mỗi lần đi như vậy cô về cô tìm hiểu hay cô điều tra có hỏi là con đi đâu không? Không, con nó nói là nó đi làm, nó đi chơi. Đi làm đi chơi. Con ở nhà bỏ. Trời vậy ơi. Đó. Vậy là con gái cô có đem đồng tiền đồng các bạc nào về phụ giúp mẹ hay phụ giúp để nuôi con không? Nhưng mà điều không? Nó làm ở gần á, nó làm ở gần thì nó làm bao nhiêu thì nó đưa hết bao nhiêu. Có nó đưa không? Có. Đưa cô đồng nào chưa? Có nhưng nhiều mà chưa? Được. Như kiểu một tháng nó đâu làm bao nhiêu đâu, có một ký 1 triệu mấy 2 triệu. Trời ơi, đi làm một tháng được 1 triệu mấy 2 triệu làm sao đủ nuôi con. Đó. Ôi, con gái cô trước học hết lớp mấy? Nó có học đó, có lớp 1 mà. Ôi trời ơi. Ngưng luôn, nó đâu có học. Cô không cho học hay con cô không học? Nó không chịu học. Chú nhà cô còn không? Không, mất rồi, ba nó mất này gần 2 năm rồi. Ồ, vậy hả? Ừ. Mới cũng một nó nắm nhổ bà nó về mà nó không thấy. Trong những ngày vừa rồi 16 ngày qua cô và gia đình ấy đã báo công an chưa, con mất tích chưa? Có báo rồi, nó gửi địa chỉ, nó gửi tùm lum tá lả luôn rồi công an mới đi tìm. Đi tìm ở đầu xong ở đầu nó mới nhắn tin nhỏ con gái nó nói là đi ra rồi bị mất. Nó nhỏ nó mất rồi, không ấy nữa, bắt đầu nhỏ con gái nó mới xỉu, nhỏ con gái lớn á. Nó mới đẻ mấy có tháng mấy nhiều. Xỉu luôn hả? Xỉu luôn rồi bắt đầu mấy giờ mấy gì chín. Vậy là con gái cô mất rồi. Bé này hả? Ờ nó nói là mất nhưng mà đều là mấy hôm sau là mới đi nó mới điện về. Ồ vậy là chưa mất đúng không? Chưa. Vẫn còn đúng không? Còn. Nhưng mà không biết ở đâu ha. Không biết ở đâu. Cô cho con hỏi là lấy vừa rồi con mới xem được mấy dòng tin nhắn. Ừ. Cụ thể tin nhắn đó là tin nhắn gì, là ai là người tin nhắn tin cho con gái cô vậy, cho cô vậy? Không biết mấy nhỏ nào nó giả mạo nhắn chứ còn này cũng nhắn mà con thấy chụp cả căn cước mà hộ chiếu mà. Thì con nhỏ nó dắt đi đó. Ai dắt? Con nhỏ nó dắt đi là lúc nó cái người tên gì dắt đi cô? Cũng có biết tên đâu. Ôi giời, đến nhà cô bao giờ chưa? Có, nó dắt luôn xuống nữa. Nó đến dắt nhà cô thăm nhà rồi. À. Người ta, cô nhìn thấy người ta có đàng hoàng không? Thì thấy đà cái bắt đầu xong cái đi cái dấp cái chân nó nói ủa này điều này chắc không biết có sao không, tại vì cái thường khi là dấp cái chân là có chuyện. Ồ hôm nay ai bắp chân? Đây chấp chân. Cô bắp chân hả? Té không? Không có té, nhưng hai chân đá vào nhau. Dấp cái chân vậy nè, dấp cái chân dưới đất này nè. Quẹt chân đất. Mình bình thường mình nhấc chân nhưng mà hôm nay chân này tự mình nhận nó lại nó không co lên được. Quẹt đất. Chân phải chân trái cô? Bên đây nè. Chân phải. Ừ. Vậy là cô nghĩ là có điểm không lành. Ừ. Sao mình không cản con mình ngay ban đầu? Tại vì cũng cản rồi. Cản rồi ban đầu xong nó nói là giấy tờ cái hộ chiếu nó biểu là phải đưa tiền cho nó mới gửi cái hộ chiếu về. Trời ơi, con cô đi đâu mà hộ chiếu? Bởi vậy nó không cho đi mà nó mình không có nhận được đồng bạc mà cô nói với. Cái người phụ nữ đến nhà cô hay là cái người đàn ông đến nhà cô? Cái người phụ nữ vậy. Khoảng nhiêu tuổi cô? Nói chừng ba mấy đó, có tấm hình trong đó đó, gần ba mấy rồi bà ấy là đó, giờ con nhỏ đó nó mới làm. Vậy là hiện nay là ai làm người hộ chiếu, làm hộ chiếu cho con gái cô đây để đi chung hai đây? Đứa đó, hai đứa luôn. Hai người kết hợp? Ờ, hai người, con nhỏ ở đâu, có con nhỏ chị nó ở quận 8 nè. Ồ, chị của ai? Chị có con nhỏ bé 6 á. Bé 6 là ai? Con nhỏ dắt đi làm giấy làm tờ luôn, hai đứa dắt đi làm giấy làm tờ. Vậy là hai chị em của cái người khác cò mồi buôn bán, môi giới đang dụ dắt con cô đi. Và hiện nay đang làm hộ chiếu cho con cô để đi sang nước ngoài. Hiện nay con nhìn thấy cái thông tin là đi Trung Quốc rồi. Con xem thông tin ở đây là đi Trung Quốc của không phải là đi sang bên Campuchia. Mình Bình Dương nó nói là
đây không phải Bình Dương. Hộ chiếu sang Bình Dương không ai đi làm hộ chiếu. Đây là cái những giấy tờ này liên quan đến vừa rồi con xem tin nhắn rồi. Là có nghĩa là hiện nay người ta đưa con gái cô đi sang Trung Quốc rồi. Còn hiện nay sang thành công hay chưa thì mình chưa biết. Nhưng mà chắc chắn là sẽ đi Trung Quốc để lấy chồng. Hay đó, là nó hay... gửi lên tin nhắn, nó đăng lên tin nhắn, nó nói là cần tiền, nó gửi lên tin nhắn nhận nhỏ cháu nó mới thấy vậy, nó mới giúp cái hộ chiếu lại đằng nó coi là như thế nào á. Cần bao nhiêu tiền cô? Nó nói là lúc mà nó biểu làm giấy tờ cho nó trả giấy tờ hộ chiếu cho mình trở lại á thì nó lấy mới đầu nó nói là 9 triệu giữ tiền hộ chiếu trời. Mấy giấy tờ là giấy chứng minh nào luôn là kêu cô trả lại cho nó đằng nó mới đưa giấy tờ về thì nó thả con mình về. Nó mới đưa giấy tờ chứ nó không có thả, nó đưa giấy tờ xong bắt đầu xong nó mới ấy rồi nó mới nói tao nó hỏi chứ giờ rồi bữa nó điện từ ở Bình Khánh mà đi lên tới quận 2 luôn, đi lên tới nhận quận 2 mà căn chỗ cầu An Sương cái gì cái cầu gì đó, cầu Vượt An Sương hay cái đâu cầu... Ở quận mấy cô? Ở quận 2 á. Quận 2 dạ. Bắt đầu qua đó bắt đầu đi tới 8 giờ mà đi lên tới chỗ đó là gần 10 mấy 11 12 giờ. Rồi xong cái còn nó mới tính về cái đầu nó không cho xe giáp đưa về, nó mới biểu bắt xe giáp lại đặng nó đưa đi về. Rồi bắt đầu cái thằng xe giáp nó bắt không tới chỗ nữa, rồi bắt đầu xe giáp mới thấy nói giờ cô về tới đâu, nói cô về tới mũi nhà ở mũi Bình Khánh, qua phà Bình Khánh, rồi nó đặt cái áp của con nó không có tới đó. Giờ nữa đi mà con thả cô ra rồi con cho cô đi rồi không biết cô đi nơi nào mà sao mà cô đi bộ từ đó cô đi về tới Bình Khánh là chắc cũng khoảng cả sáng. Rồi nó nói thôi để con tắt áp. Rồi nó tắt áp rồi xong nó mới đưa về tới Bình Khánh mà vừa về tới chỗ nhà luôn. Qua phà tới 1 giờ mới qua phà. Nó làm cái kiểu đó nữa đó. Con gái cô ấy từ trước giờ đã bao giờ nói chuyện với cô là đi kiếm tiền hoặc đi Trung Quốc chưa? Thì nó nói là trong khi nó thấy mẹ khổ quá thì thôi để con đi lần mẹ có tiền mà trả nợ cho người ta. Cô thì, thiếu thì tiền ai nữa? Thì thiếu hổm đợt hổm nó đẻ rồi không có tiền mới thiếu 10 triệu đó. Vậy là con gái cô cũng có ý định đi rồi đúng không? Nhưng mà nó cũng ý định đi nhưng mà đều cái đi chú... là đi Trung Quốc đúng không? Ừ, mới làm hộ chiếu đó. Dạ, hôm làm hộ chiếu cô có biết không? Hay là làm xong thì rồi? Thì nó làm xong rồi hai đứa nó rủ nhau đi làm xong nó mới về nó mới nói. Dạ, làm xong rồi về mới nói hộ chiếu ha. Đấy, con chiếu. Nhìn thấy tin nhắn là con biết rồi. Bây giờ cô cho con hỏi này. Vậy là con gái của cô nói là sang đó người ta sẽ cho mình nhiêu tiền không? Thì mấy đứa nó nói chứ còn nhỏ con gái nó không có nói. Nói nhiều cô, cho nói, nhiều. Nói mới đầu thì nó nói là 120. Ồ, hồi là 190, hồi 80. Nhưng mà chắc 120 đấy. Con gái cô ăn trẻ mà. Nó nói vậy đó, giờ nó dắt con 120 nhưng mà người ta bán con mình người ta đã kiếm 500-700 triệu chứ không phải 120 đâu cô. Không biết, tại mình cũng không biết, tại nó nói là tại cô nó nghe, cô nghe 120 triệu đối với gia đình mình có lớn không? Nhưng mà không có lớn gì mà đều tại vì thấy nó đi hoài với lại mình thấy nó thì cũng nghĩ là kệ cho nó đi đúng không? Thế mà mình đã lấy được đồng tiền nào chưa? Chưa, không có đồng bạc nào á. Chưa nhận được hả? Cô nói thật không? Nói thật. Hiện nay chưa nhận được đồng tiền nào luôn? Không. Vậy nó như kiểu nó giận chồng văn. Chồng văn, chồng đồn. Hiện nay là ai chồng văn rồi? Cô cầm tấm hình nhà nó ra. Dạ. Ai chồng văn? Con gái của chồng văn hả? Ông con nhỏ đó dắt đi. Dắt đi làm văn. Làm văn luôn. Cho đẹp ha. Ồ đúng rồi, đi Trung Quốc đa số làm văn mà tuốt lại hàng nhan sắc tiền đạo để sang có giá cao rồi. Tại vì nó có hai văn nó bị sâu. Hai văn này nè. Mẹ bị sâu ha. Nó nhổ ra rồi là nó thưa hai văn này nè. Vậy đúng rồi, làm văn cho đẹp á, để sang có giá cao. Rồi bắt đầu xong nó mới nó nói là làm văn, làm tóc, làm đồ là cái phần của nó là nó chịu 5 triệu. Rồi nó biểu đưa tiền giấy tờ là 7 triệu, đó là 12 triệu. Nó biểu đưa là 12 triệu. Đó. Ai đưa tiền? Nó biểu đằng này đưa trả. Cô phải cho 12 triệu. Trả nó. Lẽ ra người ta phải chịu trách nhiệm, người ta phải làm đẹp. Người ta muốn giá cao mà. Khác thì cô muốn bán một con heo hay một con gà, cô muốn nó ngon, bán giá cao là cô phải chăm bỏng cho nó giá cao, cho đẹp. Cho nó có màu mã nó ngon người ta mới mua giá cao hơn. Nhưng mà con gái cô bên ngoài nhìn có trắng không? Nó cũng được. Con nhìn thấy hình như nó đen vậy cô. Nhìn bên ngoài nó có trắng không? Nó da cũng nó cũng vậy luôn. Ngâm ha. Nó ngâm nước nha ngâm. Ngâm da trâu rồi nhìn lâu rồi thấy mê này. Đấy giờ mấy anh Trung Quốc anh mê rồi. Vậy là cô có sợ con gái cô hiện nay đang sinh một người con không có cha, không biết mặt cha mình là ai. Sau này lại sang Trung Quốc.
ông Trung Quốc ông lại đẻ 3-4-5 đứa. Cô có sợ một ngày nào đó con gái cô không bao giờ trở về thăm cha thăm mẹ hoặc thăm con mình được không? Cô có sợ điều đó không? Sợ, nhưng mà mấy giúp lại mấy là không cho nó đi nữa. Không cho đi, tại sao mình không cản ngay ban đầu? Cản ban đầu thì nó thôi vậy cái mới... Hay là con gái cô nhận tiền ăn xài của người ta rồi? Không, không có đồng bạc nào luôn. Ồ, chết rồi. Không sao? Có đồng bạc nào luôn. Mình... chỉ nó đưa tiền chồng văn rồi nó dắt đi ăn uống gì đó. Trời đất ơi, này em làm sao? Ừ. Này là căng rồi. Con gái cô ấy là chắc chắn là đi Trung Quốc rồi đó. Con khẳng định với cô là đi Trung Quốc rồi. Hoặc bây giờ đang mấp mé cửa biên rồi, biên giới á. Nha. Vì vậy cho đôi khi bây giờ nó đang tìm thời cơ thích hợp, nó đưa con gái sang đấy để là bán sang Trung Quốc, làm lấy vợ cho người khác. Và có thể là phục vụ cho cả gia đình người khác. Cô hiểu từ đó không cô? Đâu có hiểu được. Cô không hiểu mà là phục vụ cho cả gia đình ấy, quan hệ ấy. Ừ. Cả cha cả con ấy. Vì Trung Quốc hiện nay là đất nước người ta rất rộng, cũng phải nói là hiện đại, nhưng mà nhiều tỉnh cũng rất nghèo. Nhưng mà con xin thông báo với cô thế này, những người giàu của Trung Quốc người ta không bảo lấy những cô gái mà thuộc dạng, con nói thẳng luôn, nó xin lỗi cô là mà ngoan giống con cô đâu. Người ta lấy những người đẳng cấp cơ. Nhưng mà đây lấy như này là đa số người nghèo của vùng sâu vùng xa nông thôn. Người ta nghèo, người ta không có đủ sức, không có đủ tiền để lấy vợ, những vợ lấy vợ Trung Quốc. Bởi lấy một người vợ Trung Quốc là tốn kém rất nhiều của tính tiền mình, hàng tỷ đồng, vài tỷ đồng. Lấy những cô gái Việt thì chỉ cần vài 300 triệu, 500-700 triệu thôi, đẹp đẹp thì 1 tỷ đó. Nhưng mà con gái cô con nghĩ là chắc được 500-700 triệu thôi, không có giá 1 tỷ đâu đó. Vì vậy người ta sẵn sàng, người ta cho cô 100 triệu 200 triệu là bình thường, còn đâu người ta ăn 300-400 triệu. Mà một lần đi này là con thông báo với cô là một lần đi không phải đi một người, con biết rõ luôn. Một lần đi là đi từ 3-5 người, mà thậm chí đi hàng chục người một bầy, bao xe luôn đó, vượt biên trái phép để buôn bán người xuất để sang nước ngoài để làm vợ cho người khác để kiếm tiền thu lợi bất chính. Những cái trường hợp này không phải anh em giờ không gặp, rất nhiều câu chuyện, thậm chí mẹ ruột bán con. Hiện nay trên mạng xã hội hiện nay cái câu chuyện mà rất nóng, vừa rồi là có một chú ở miền Tây về đây báo tin là chính mẹ ruột và dì lừa để bán chính con của mình, là câu chuyện có thật. Đến giờ phút này bố tôi không bán con, mai tôi trở về, nhưng đến giờ phút này gần tháng là không về được, về đâu, về Cung Trăng ấy cô, tiền đấy ăn người ta rồi làm sao về được. Đó, như con gái cô cũng vậy. Nếu thực sự mà con gái cô đang ở Việt Nam mình, nếu mà con gái cô biết thì báo tin anh em sẽ đến để giải cứu ngay kịp thời. Bởi mới đây anh em cũng giải cứu một bé ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng bị nhốt ở trong một cái căn phòng đó, chuẩn bị lên đường để sang Trung Quốc bán làm chồng đó. Anh em giải cứu về rồi, thành công rồi, cũng 2 ca cô gái đấy, 23-24 tuổi, cũng chả con cô thôi. Nhưng mà đây ấy, con xin nói thế này, đồng ý là cô về đây cô nhờ anh em hiệp sĩ giúp là cái vấn đề là khác, nhưng mà ở đây là con xin đính chính để cho mọi người hiểu, tất cả là do mình tham tiền, mình mong giàu, nhưng nhiều khi mình không có sự cố gắng phấn đấu của, chứ đi đâu đều phải làm việc, sang Trung Quốc đều phải làm việc, ở Việt Nam làm việc, sang nước ngoài vậy, sang tất cả đất đâu phải làm việc mới có tiền. Nhưng mà con gái cô là hy vọng là kiếm được những đồng tiền hoặc sang đó lấy tiền về phụ giúp gia đình, đúng không ạ? Đến giờ phút này con gái cô đi là cái cơ hội mà trở về rất khó. Cô thấy khó không? Đi được ấy, đấy. Có, tại vì bữa anh đi lại tới quán đó giờ không biết, nên nó cũng có cầm cái điện thoại của em của nó. Thì em nó cũng có nhớ cái, không có nhớ cái định vị, cái mã của em của nó, nên không có biết. Tại vì mở cái định vị ra, cái điện thoại nó cầm nhớ em thì nó biết, mà giờ nhỏ con gái nó quên cái ấy đi. Quên mật khẩu. Quên mật khẩu, nên không có ấy được, mà nó xài cái 48 đuôi á. Yeah. Bây giờ này là con gái cô đi Trung Quốc rồi, thế thì có rất khó. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai biết được thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì liên hệ giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương. Hoặc em gái nếu thông minh mà sáng suốt thì em hãy tìm đường quay trở về nhanh nhất có thể, chạy bỏ trốn luôn. Trốn ở đâu thì gửi vị trí, gọi điện cho các anh em ra Bắc hoặc ra đâu cũng được để đưa về ngay lập tức. Tránh tình trạng mà em sau này em sinh bên đấy 3-4 đứa con thì em không có cơ hội được về thăm con của em đâu. Đó. Mẹ thì năm nay cũng gần 60 rồi. Đấy. Nó đi nó báo cáo gì đó, giờ gió lậu xong ấy. Nghe nói nó bị mất tích rồi, bắt đầu xong bắt đầu ở nhà cũng xỉu luôn. Nhà cũng mấy cô mấy chú nó bắt đầu cũng xỉu luôn. Cô có sợ là con cô ấy là phải lấy chồng Trung Quốc hoặc phải bị bán một số tên buôn người bán Trung Quốc không bao giờ về được? Có nhiều trường hợp 20 năm, 30 năm chưa về được cô. Vì đưa ra vùng sâu vùng xa tiếng không biết, không về được. Cô có sợ không? Thì nó nói là đi có máy bay đồ đi ở gần đây chứ không có đi xa. Ôi giời ơi cô ơi, là cô ơi đó, mình máy bay là nó đang làm hộ chiếu là có máy bay là đúng rồi, nhưng sang đó là nay mai là hết hạn cô ạ. Hộ chiếu cũng hết hạn thì máy bay làm sao được, mà giữ giấy tờ giữ rồi mà đưa vùng sâu vùng xa tiền không biết xài, cho tiền cũng không biết xài.
không biết tiếng, điện thoại đã tịch thu, thậm chí xóa hết tất cả các loại dữ liệu. Thì con cô không có về được đâu. Có nhiều người 30 năm, hai mấy năm này này còn chưa về được cô ạ. Mà thông minh. Còn con cô là chỉ vì tham tiền nhưng mà đôi khi khờ. Khờ nhưng trong đó lại tham không tiền. Không có ham tiền gì đâu mà. Không ham tiền hả? Cũng ấy. Con nói thật cô là cô thấy con cô có ham tiền không? Nó cũng không ấy nhưng mà đều nó phái cái ngọt nó đi. Ôi giời, ngọt gì tiền chứ ngọt cái gì nữa cô. Phụ nữ nữ ngọt và ưa tiền. Cứ tiền là thích rồi. Ở nhà là làm biếng không có tiền. Sang đó là lấy mấy ông Trung Quốc, ông ở nhà ông nhốt vào phòng, ông nuôi ông làm thịt. Hằng ngày ông cho tiền cho, không có đâu cô ơi. Không ơi. Rồi bây giờ này, cái cuộc trò chuyện này hiện nay cũng gần 30 phút rồi. Con hy vọng là cô nói một điều nào đó thực sự từ trong đáy lòng của cô, cũng như cô chia sẻ tâm tư nguyện vọng trên video này. Hy vọng là con gái cô nếu xem được video này, con gái cô sáng suốt tìm cách bỏ trốn, anh em thì chính Bình Dương sẽ giải cứu nhanh nhất có thể. Giờ mời cô lên tiếng. Vậy như giờ con ơi, con giờ con về đi, con cũng có nhớ con dữ lắm. Bây giờ mẹ cũng buồn, mẹ cũng không có để mà con đi, mẹ cũng không có nhìn chốc mà là để xin lấy đằng làm. Mẹ buồn bán cho nó con cũng biết rồi. Thôi giờ con quay trở về đang cho mẹ hồi tỉnh lại, đằng mẹ buôn bán đằng nuôi con của con. Chứ giờ con phải sáng suốt, đằng con có đi chỗ nào con cũng sáng suốt con quay trở về đằng cho mẹ mừng. Chứ để mẹ buồn, mẹ mất công, mẹ chết là mẹ không có nuôi con của con được luôn á. Cô cho con hỏi thế này. Từ khi mà sinh con đến giờ phút này là con gái cô ấy, là cô là người trực tiếp nuôi con hả? Nuôi cháu ngoại hả? Đúng rồi. Cô làm nghề gì vậy cô? Đi quét đường ở trong cô nít á, ngang chỗ quận 8 á. Tháng đi được nhiêu cô? Có 5 triệu à. 5 triệu mà mình ăn xài đủ không? Có đủ đâu. Ôi giời ơi. Nói tóm vậy. Thế con gái cô là cứ lang thang suốt ngày suốt đêm như vậy? Không có, nó cũng mình phụ mình bắt đầu xong cái đầu xong cô nó làm. Bao nhiêu tháng mà con gái cô từ sinh con giờ phụ cô bao tháng là từ lúc lớn ra nên cô nuôi giờ? Nó làm thì được bao 4 5 tháng, 5 6 tháng gì đó, bắt đầu xong nó nghỉ đầu xong nó đi vậy á, đi vô ơn vậy đó. Nuôi mấy chục năm rồi trời. Đúng không ạ? Đến giờ phút này nuôi con, sinh con là phụ được có mấy tháng, còn lại đi tiếp. Giờ là mẹ già là phải đi tìm. Đấy, khổ quá. Trời ơi, bụ non bụ nước mà nó đi rồi bắt đầu là nửa đêm nữa hôm là khóc không chứ không bao giờ lấy. Khóc không chứ không bao giờ nào mà tỉnh được cái gì. Nhớ tới nó ăn uống gì rồi, nhớ tới nó là khóc không. Mấy hôm nay cô có khóc không? Khóc hoài cái gì? Nhớ con ha. Nhớ con và cháu ngoại bây giờ thì một mình rồi cô phải nuôi. Các con cô kia, hai người con gái cứ phụ cô xíu nào không? Nhưng con nhỏ Út nó chưa có làm, nó mới 16 tuổi nó chưa làm gì hết đó. Còn con nhỏ kia nó có chồng rồi. Có chồng phải lo cho chồng rồi, lo cho con rồi ha. Khổ quá. Sao lúc trước mình không hướng dẫn cho con là đừng có đi lấy chồng ở đâu, hoặc là đừng có nghe bạn bè đi làm ăn đi thì công ty được. Nó nói vậy đó, thì mình cũng ấy thôi, mấy nhỏ này nó nói vậy mình cũng... Khổ quá, trời ơi. Vậy là cô kiếm con cô là dòng kiếm những đâu rồi? Thành phố Hồ Chí Minh hay kiếm đâu rồi? Thì ông nó điện về, nó nói là nó làm ở công ty Bình Dương, nó cũng gửi cái địa chỉ, cái chỗ nó làm luôn. Mà sao tự nhiên cái làm ở đầu bắt điện lại nó không được, không được luôn. Nó bây không giờ cô hỏi nhắn trên video này, hy vọng là hai cái người làm mai mối buôn bán con cô, đang có dấu hiệu buôn bán con cô, hãy buông tha cho con cô ra để con cô quay trở về cùng với mẹ già, với con thơ của mình. Dạ, cô mời cô lên tiếng. Giờ cô cũng mấy rồi, thôi giờ lấy giấy tờ của con của cô. Bây giờ phải hai đứa làm giấy làm tờ con của tôi đó. Thì xong để trả về cho vị trí cho nó, ăn cho mẹ tôi cũng khổ chứ tôi không có ấy sung sướng gì mà đều tôi bắt tôi trả tiền, tôi tiền đâu mà để tôi trả giấy tờ rồi lấy giữ của con tôi hết giáo rồi. Mà bắt nửa đêm nửa hôm đi kiếm tùm lum tùm la rồi nhắn địa chỉ tùm lum tùm la cũng không biết đường đâu đi kiếm. Bây giờ thôi giờ cũng cầu mong hai đứa đem trả con tôi về đặng cho con tôi nó sống với con, nó sống với tôi để sau này mất công này tôi trở về già không có ai nuôi con nó, không phải tôi sống hoài mà để nuôi con nó đâu. Bây giờ cho tôi xin hai đứa phải trả giấy tờ con tôi về, mà trả con tôi về luôn. Cô cho con hỏi này, hiện nay cô có biết rõ thông tin hai người phụ nữ đó đang có ý định buôn bán con cô sang Trung Quốc không? Thì một người tên gì? Nó gắn nó phải lấy, nó còn hâm, nó nói là giờ không đưa nó 20 triệu á, là nó biểu đi xuống tới nhà cũ ở Cần Giờ á, là đưa nó 20 triệu, không đưa đừng trách nó. Nó còn hâm câu đó. Bao giờ người ta lấy tiền?
Thì nó không, nó nhắn vậy mà nó không có ra mặt mà. Bây giờ cô gọi điện người ta đến Cần Giờ đến nhà cô lấy tiền được không? Người ta biết nhà không? Biết. Bây giờ cô gọi điện người ta lấy nhà đến nhưng lấy mà tiền đều gọi thì giờ mình gọi nó biết số, nó không có bắt máy. Thế là ai gọi mới bắt máy? Thì nhờ người khác gọi nó mới bắt máy được. Nhưng mà bắt máy thì quan trọng là nó phải tới nhà thì mình giao dịch lấy tiền thì mình mới bắt nó được. Được không? Thì giờ con nhỏ đó thì nó đi thì nhưng mà liệu nó có ham tiền không? Thì nó biểu nhắn tin, nó biểu trả tiền cho nó đó. Trả lời cô nói bây giờ là về nhà cô có tiền rồi, cô mượn được tiền rồi. Về con gửi cô gửi tiền. Được không? Được. Liệu nó có về không? Chắc chắn là về không? Nó không biết nó có về không? Nếu chắc chắn là về anh em bắt luôn. Mình báo công an chưa? Báo ở dưới rồi. Rồi báo dưới rồi anh em bắt phát ra công an luôn. Để cho đi luôn một giây luôn. Làm cái đơn là thưa nó là lấy giấy tờ về đó. Thế còn người phụ nữ nó tên gì cô? Nó là tên bé Sáu một... Nhưng mà đều con nhỏ bạn đi chơi là kêu bằng mơ mơ không à. Mơ mộng ha. Một người tên Mơ, một người tên bé Sáu. Con nhỏ nói trắng mà nó đưa cái ngón tay lên, nó đưa ngón tay vậy á. Là con nhỏ đó mới giữ giấy tờ của con tôi. Đấy là chùm chùm đấy. Cô có biết là cái đường dây này người ta buôn người lâu chưa cô? Cô biết không? Không biết. Mà mới đây mình mới biết đây thôi. Mình cũng không có biết nó làm lâu hay là làm sớm, mình không biết. Hai người đó có biết tiếng Trung không cô? Chắc chắn là phải biết chứ. Biết tiếng ngoài ngoại luôn. Biết tiếng nào? Tiếng ngoài là tiếng gì? Tiếng ngoài Trung Quốc rồi. Biết tiếng Trung Quốc luôn à? Cô nghe người ta nói chuyện tiếng Trung Quốc chưa? Thì bữa con nhỏ đó nó xuống nó có nói. Cô có nghe tiếng xì xồ đúng không? Ừ. Đó. Đây là một trong những tên một mà trong những mắt xích rất quan trọng. Hiện nay phải nói là rất nhiều đối tượng, phải nói là buôn bán người đã từng sang Trung Quốc, có lấy chồng Trung Quốc và đã từng lừa đảo rất nhiều người. Hiện nay trên mạng xã hội là nổi lên rất nhiều cô dâu Việt hiện nay là bị gài, bị lừa. Sau đó thì thậm chí là những người bị gài, bị lừa này về thấy ngon ăn quá, biết tiếng, xong rồi tiếp tục là về lừa những người khác. Cũng giống con cô vậy. Hiện nay là không phải là bạn thân bán nhau, mà chị em bán nhau, anh em cũng bán nhau. Đó. Thế nên là hiện nay thì rất nhiều người vì tiền mà người ta không có nghĩ như tất cả tình người, mà người ta có thể là người ta bán con, bán em, con em chúng ta để sang nước ngoài để lấy tiền. Đặc biệt là bán người sang Trung Quốc lấy chồng. Đó. Rồi cô có điều nào cô muốn chia sẻ trên video này? Hy vọng là các bậc phụ huynh hãy có thể là trò chuyện với con mình, tâm sự với con mình để biết rõ nguyện vọng và để cho con mình tránh tình trạng mà bị một số đối tượng dụ dỗ mà đi sang nước ngoài, đặc biệt sang Trung Quốc không? Dạ, giờ cũng nhờ bạn bè của nó thôi chứ giờ mình đâu có biết là chia sẻ gì đâu, thì biết thì bạn bè của nó thì chia sẻ vậy thì cho nó tỉnh táo lại rằng cho nó ấy thôi. Chứ còn ở nhà nói thì nó làm hung làm dữ, không có nói được. Con cô hả? Ừ. Dữ lắm hả? Nó tại vì hồi đó chết trong bụng mà nó không chết thì đi ra ngoài nó cũng có cái ấy. Nó cũng hơi... Nói chung là cũng bướng bỉnh đúng không? Ừ. Ngang tàng đúng không? Đúng rồi. Đó. Cá không ăn muối thì cá ươn. Cô ạ. Mà con người mà không ăn lời cha mẹ thì chăm bể con hư. Cô thấy có đúng không? Thì cũng có nói thôi con ơi, giờ cũng đi làm, như hồi đó cũng dắt nó lên trên con nít làm. Rồi mình cũng nói chở xe, mình cũng nói thôi giờ con ơi, giờ mẹ cũng đâu có còn được bao nhiêu nữa đâu. Thì con, hai mẹ con đó, con có đứa con rồi, hai mẹ con á, lần sắm súp với nhau, lần nuôi con. Chứ mẹ đâu có sống được hoài đâu mà để mẹ nuôi con. Mà cũng nói nó vậy, cái nó cũng làm thinh, nó cũng không trả đi trả lại với nhau á. Này căng rồi. Rồi thực sự hôm nay cô về chia sẻ cái câu chuyện này đến cuối cái cuộc trò chuyện, con đã phát hiện được rất nhiều thông tin, rất nhiều bí mật là trong số đường dây này đã từng buôn bán rất nhiều người sang Trung Quốc. Đặc biệt là con gái cô hiện nay có thể là đã bị sang Trung Quốc rồi, nhưng con gái cô là bị bán là chính xác. Còn bán bao nhiêu tiền thì mình chưa biết, mà hiện nay con gái cô có nhận được tiền hay không thì cũng chưa ai biết. Của không, nó đi là mấy đứa nó xách đi là nó không có đưa nhỏ này tiền đâu, tại vì nhỏ này nó không có ở đâu, còn bữa nó biểu thôi. Giờ bà có đi xuống dưới thì đi chỉ cho hai mẹ con đi xuống dưới. Mà rốt cuộc lại ông cuộc cuộc lên nó không cho đi, ở đầu nó kêu nhỏ con gái đi không à. Nó biểu ra là gửi giấy chứng minh, gửi đồ gùm lum la, gửi cho nó làm giấy hộ chiếu, làm giấy đầu. Rốt cuộc lại bên kia hồi kèo nó không trả giấy tờ, nó bắt mình phải trả tiền lại cho nó. Hồi kèo là chưa tìm được mối phải không cô? Tìm được rồi mà bên kia hồi kèo. Bên kia chắc là con gái cô nhìn người ta không ưng đúng không? Giờ hồi kèo bắt đầu nó mới điện từ ở dưới Bình Khánh, nó điện về tới quận 2 đặng đi lên. Rồi xong nó hiểu sao mày không lấy giấy tờ lại con tao, mà chốt cột lại mày để nó vậy, nó ngu nó mới làm như vậy. Tao nói ngu cái gì, tụi bay đi mà tụi bay nói ngu. Tụi bay đi mà tụi bay khôn chút, tụi bay đâu phải ngu đâu mà tụi bay làm vậy. Rồi xong cái nó về cái nó chở nhỏ Út, nó chở nhỏ Út, nó không có chở nhỏ đó.
cháu bắt đầu đi hai cha hai mẹ con mới đi xe đôm về, đi là đi xe giáp về, nó đặt xe giáp luôn, nó biểu con nhỏ đó là cái người môi giới buôn bán này hả? Thì nó kêu đặt mà mình nó không có trả tiền, mình trả tiền luôn. Rồi hôm nay ấy, cô từ thành phố Hồ Chí Minh về đây nhờ anh em chiếc Dương Ghi đăng tin tìm tìm con gái, và hiện nay con gái đang có dấu hiệu để bị bán sang Trung Quốc. Cô đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của cô lên để tìm con gái không? Dạ, bắt tìm chứ để nó khờ rồi Vũ, dạ. Mình đâu có biết nó ở nơi nào đâu. Dạ, rồi con cũng xin phép là được gửi lời cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô và cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng là làm hết Tết đến này anh em ở Bình Dương cố gắng hết sức để tìm được thông tin chính thức ở manh mối con gái cô đang ở đâu và bị ai buôn bán để anh em sẽ giải cứu con cô quay trở về để sum họp chúc Tết này cô nhé. Dạ dạ, vậy cảm ơn cô chú và cảm ơn mấy anh chị em. Dạ, cuối video cho phép công Trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương dạ xin kính chúc các cô chú anh chị một năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng trong năm tới thì các cô chú anh chị tiếp tục cùng ủng hộ và đồng hành cùng anh em hiệp sĩ Bình Dương để sớm giúp đời giúp người và giúp nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Dạ, cảm ơn nhiều.